Hello, anh em khỏe không? Rất vui vì được gặp lại anh em trong series game Mobi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một tựa game có tên là Ezreal Mirror. Tôi sẽ để tên ở phần tiêu đề. Anh em có thể vào đây để mở dương này, rồi thì mua ngọc này. Nếu mà anh em nào mà chơi Liên Minh từ lâu rồi ấy, thì sẽ nhớ những cái viên ngọc như này. Đã rất lâu rồi, bây giờ nó update nhiều rồi nên là ngọc nó thay đổi. Để anh em có thể mua trang phục luôn này. Hiện tại thì mình có 1.700 IP à? Đúng rồi, IP thôi. Có rất là nhiều trang phục của SU này. Đây là ôi, có cả SU huyết nguyệt luôn. SU tiểu bể bơi này, SU giả lập này, SU gì đây, SU thanh lịch này, TP3 này, SU khảo cổ à? Tiền đạo này. Ôi nhiều 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 trang phục lắm. Còn đây là gì? Không vẫn được. Quét trông vào được quét nhỉ. Even à, download một số game khác thì được tiền này à. Ok, mấy cái game này cũng liên quan đến Liên Minh nhỉ. Mình sẽ vào đây, mình sẽ tải đi thử phát nào. Ok, à mình cái game này mình tải rồi, game này mình tải mất rồi. Được luôn này. Ok đi. Nên này. Ồ, 2700 IP rồi. Ở đây có hai cái chế độ quen thuộc đây, mình danh đồng đây. Danh đồng ở góc trái màn hình đây. Cái game này nó có hai cái chế độ là chế độ chơi với máy này. Đấy, anh em có thể mua đồ này, anh em có thể nhìn bên trái này, enemy 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 status này là địch này. Còn anh em ở bên phải này, nếu mà anh em mua đồ thì nó sẽ lên kích vào đây, nó sẽ lên thông số ở góc bên phải đây. Thì anh em có thể xem video này được để get 600 icon này. Rồi thì nhiều lắm, nhiều những cái này, những cái trang bị lắm, dưới này còn nhiều. Nhưng mà thông số thường thường là đam của nó to hơn của mình nhé. Nên là vào game nó kiểu như ép mình phải xem quảng cáo ấy. Cái game này nó kiểu nó như thế để mình kiểu mình xem quảng cáo để cho nó cái con tướng của mình nó khỏe hơn. Còn gì đây? Đây, nếu mà anh em mua thì đây, ví dụ mua cái kiếm dài này đi. Ok. Nó sẽ hiện ở góc màn hình này, nếu mà anh em ấn vào nó sẽ mất này. Đấy, nó sẽ trả lại số tiền mà mình mua. Nó không như là Liên Minh mà mua rồi trả lại là nó bị mất mất bao nhiêu tiền đi. Ok, giới thiệu qua qua bên này đã. Xong mình sang bên PVP này. Mình chơi. Đấy anh em có thấy không? Nửa dưới màn hình này là mình này. Nửa dưới màn hình nửa bên trên màn hình là đồng đội. Ví dụ như là anh em mua kiếm dài ở dưới màn hình dưới này nhá. Ok. Mua. Anh em nhìn thấy nó hiện kiếm dài rồi nhá. Bên này mình mua giáp đi. Mua giáp. Mua. Ok, Z đi. Z đi một bên này, Z đi rồi. Còn bên này Z đi nữa là ok. Z đi. Đó anh em thấy không? Mình có thể điều khiển được ở đây. Hai nửa màn hình. Đây là dành cho hai người chơi, cầm cùng một máy để chơi. Rồi thì những cái kill này thì nó cũng giống như là bên máy thôi. Tí nữa mình sang bên máy thì có một người chơi thì mình sẽ hướng dẫn dễ hơn. Ở đây mình không có ai chơi cùng nên khó hướng dẫn. Ok, anh em có thể thấy. Đó. Victory, player 1 win. Ok. Tiếp không? Tiếp là bên này. Không phải, mình cứ nghĩ là bên này sẽ nhiều tiền hơn cơ. Nhưng mà không phải, như thế thì sẽ mất cân bằng. Đúng rồi. Không sao cả, à yên. Ok, anh em có thể thấy. À, mình đập ngọc thì nó sẽ khỏe hơn đấy. Tí mình sẽ thử đập ngọc lên.
Ok. Mình sẽ đập ngọc đi đây. Đập ngọc gì đây anh em? Đập ngọc đam nhá. Rồi vào một này. Máu nữa đi. Tốc độ di chuyển chứ không cần chí mạng ta này. Ghét gì đấy, ghét run. Tốc độ di chuyển chắc không cần. Crit Dam này. Crit Dam. Ok. Còn lại mình sẽ cộng vào Dam này. Mình cộng Dam cho nhiều nhiều đánh nó sướng. Ok anh em thấy. Mình đập đập ngọc đam level 5 rồi. Đập ngọc giáp thêm cái nữa đi. Rồi tất cả cái mình đều cộng 1 đi. Ok. Shop. Mua cái trang phục gì đây cho nó feel nhỉ. Còn nào. À mình sẽ mua SU huyết nguyệt đấy đi. Liên minh nó không có huyết nguyệt. Ok. Chờ thử cho anh em xem. Bên bạn mua chí mạng. Mình mua gì đây? Mình mua đam đi. Bài. Sao mình đập ngọc rồi mà cảm giác nó chả mạnh mấy nhỉ? À, cũng được, cũng được đấy. Được. Ok. Chúng ta thử nào. À, 52 đam. Được, hai phát liền. Hai phát chết luôn. Tiếp tục nào. Một gì đây? Nó là một hồng ngọc với một cái giáp. Mình lên chí mạng đi. Mình cộng chí mạng cũng nhiều mà. Dịch chuyển. Ô, sao lại yếu hơn nhỉ? Sao có 44 này? À, nó có giáp sao ấy. Ôi, nó bắn đâu quá. Chết đâu, bắn toàn chết đâu. À, mới level 2 đã thua rồi. Không có chế độ chọn game easy à? Mà đam mình khỏe hơn luôn này. Xong mình đánh cả thế. Ôi trời, không mua gì rồi. Không mua gì rồi. Ôi trời ơi, không mua gì rồi. Không phải sao nó còn có cả hút máu các kiểu anh em ạ. Những cái trang bị sao. Đây hồng ngọc này tăng máu thôi. Còn mấy cái về sau này có. Mình sẽ xem video đi. Đây ok, như anh em có thể thấy thì đây, tôi sẽ mua hút máu đây. Vừa đủ tiền. Thừa một tí. Chết. Đây anh em có thể thấy không? Khi mà bắn chúng nó, chúng con lính này nó sẽ chúng con cua này sẽ cộng 1 này. Chúng cua là cộng 1 máu. Chúng người cộng tận 6 máu liền. Đó anh em có thể thấy. Next. Xem tiếp này. Có hút máu rồi này. À đây mình sẽ lên thủy kiếm cho anh em xem. Khi mà dùng một kill là nó sẽ có một cái vòng đỏ đỏ ở... Đó anh em thấy không? Nó có một cái đỏ đỏ ở tay kìa. Đi theo tay kìa. Đó. Đam sau. Đam phát sau lên tận 100 lận. Mà đam bình thường mình 67. Đam có cái thủy kiếm đấy lên tận 100. Còn lại đây là xuyên giáp này. Xuyên giáp rồi thì một cái này. Mình lên cái gì nó có hiệu ứng chút nhỉ. Thế à mình sẽ lên cái đồ này để tí lên găng tay băng giá. Ok. Giật đi. Đam lại yếu hơn đấy rồi. Đam lại tận 100 lần. Bây giờ tam còn 86. Nhắc đi. Này 2k7 liền. Là mình mới có 900. Sao vậy? 97 này. 97 này. Được chuyển này. Ok. Ui, hút máu cộng 7 cộng 11 liền, lấy cộng 11. Lấy cộng 11 thì phải. Nhét đi tiếp. Để tí tiền mua. Ừ.
Đây, dịch chuyển, tạm có dịch chuyển. À, cái quả này đau này. Đó, anh em thấy không, chậm 95 lần. Sau có cái hiệu ứng thủy kiếm đau. Nó có xuyên giáp rồi. Trời ơi, tận 2k7 lận. Cứ đấy ra. Xem cái hiệu ứng của cái đấy nó như nào. Xong tí nữa tôi làm cái hiệu ứng attack nha anh em ạ. Làm cái hiệu ứng attack của áo quân nhầm attack. Cái hiệu ứng giao điện stack nhầm cái attack. À, tôi đánh vào con cua cộng máu. Đấy. Đó, đau. Ý, né nhẹ. Bắn toàn trượt á. Cày quá, cày quá. Cày quá. Cày quá. Ôi trượt đó. Cày quá. Cái gì cày? Nách kìa. Vẫn chưa lên được em ạ. Vẫn còn một ít tiền mới mua được. Nốt thằng này là được, mua được. Sao nó không cho farm con cua này nhỉ? Farm chết con cua này được tiền thì hay. Ôi ôi, đau quá. Cứu mẹ ơi, cứu con. Mẹ ơi, cứu con. Bắn chúng nó thì được. Ôi, không được rồi anh em ơi. Không được rồi. Mình được một lần ấy lại. Nốt lần này xem được. Nó đau quá. Nó đau quá, cứt này. Đúng rồi, mình phải nhảy vào con cua đấy. Để né sát thương. Để né sát thương anh em ạ. Ui giờ có nhiều cái quá, nhiều cái để làm quá. Giao điện có này, búa băng có này. Chỗ khiên băng thì kích kiểu gì. Lên cái mình bảo từ trước đi. Ok, bán cái này đi. Bán cái thủy kiếm này luôn. Không nên đồ cái gì, đúng không anh em? Đã có găng tay băng giá thì cần gì thủy kiếm. Nên cái gì này nhỉ? Mình hút máu, ôi hút máu quá rồi. Làm cái dao gai. Dao gai cung xanh em. Nó mới có một giáp thôi. Nên cái gì được không? À, nó cái chí mạng. Đúng rồi, chưa có chí mạng. Thét đi. Mẹ ơi, kiểu con đam to vãi trưởng. Mẹ ơi, kiểu con. Điệt nghe mà vừa ép vào góc cái khó đi quá. Ok anh em, tôi chặn dừng video ở đây. Thì nếu anh em thấy hay để lại một like, subscribe để ủng hộ channel và nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Nếu như anh em nào mà có những cái trò chơi nào hay thì cứ gửi vào fanpage của chương trình. Gọi là chương trình cho nó ai ấy. Gọi là fanpage của DTS Esports TV ở trên Face ấy. Fanpage Facebook. Thì anh em cứ gửi những cái game mà anh em thấy hay về, tôi sẽ làm những cái video rồi gọi là chia sẻ cho anh em nào chưa biết. Cảm ơn anh em nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.